Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 24. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển. Chương 7. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ liều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín dấu việc gì, vì Thầy làm những sự đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Ga-li-lê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín dấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào, người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình thì tìm vinh hiển riêng mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi. Phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ. Thế mà chúng ta biết người này từ đâu lại, song khi Đấng Christ sẽ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến.
Bây giờ Đức Chúa Giê-xu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng: các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến, và Ngài là đấng đã sai ta đến. Vậy họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng, nhiều kẻ tin Ngài nói rằng: khi đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng: thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Grec và dạy dân Grec chăng? Người đã nói rằng các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: ấy là đấng Christ. Người khác nữa lại nói: đấng Christ há từ Galilee mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng: sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng: chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pharisee nói rằng: các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Nicodem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giê-xu và là một người trong đám họ nói rằng: luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng: ngươi cũng là người Galilee sao? Ngươi hãy tra xét sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilee mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Chương 47. Giô-sép đến tâu mọi điều đó cho Pharaon hay và nói rằng: cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên bò cùng các tài vật của mình, hiện bây giờ đang ở trong xứ Gô-sen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaon. Pharaon hỏi: các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng: kẻ tôi tới bệ hạ là kẻ chăn chiên như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng: ấy đặng kiều ngủ trong xứ mà kẻ tôi tới bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngủ tại xứ Gô-sen. Pharaon phán cùng Giô-sép như vậy: cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy xứ Ai Cập sẵn dành cho ngươi. Hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở tại xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người đó ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn Giô-sép dẫn Gia-cốp cha mình đến ý kiến Pharaon. Gia-cốp chúc phước cho Pharaon. Pharaon hỏi Gia-cốp rằng: ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Gia-cốp tâu rằng: những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Gia-cốp chúc phước cho Pharaon một lần nữa rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy Giô-sép vâng mạng Pharaon, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ai Cập làm sản nghiệp tại miền Ram-xe. Giô-sép tùy theo số người cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Vả sự đói kém lớn lắm nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa.
xứ Ai Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai Cập đều đến cùng Joseph mà kêu rằng: "Xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì có hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao?" Joseph đáp rằng: "Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta sẽ phát lương thực đổi lại." Đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng: "Chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa. Bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bản thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ hoang." Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai Cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ai Cập đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành. Song ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương thực của Pharaoh đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng: "Này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaoh. Đây, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, cùng cho các con nhỏ mình." Dân chúng nói rằng: "Chúa đã cứu mạng chúng tôi. Cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh." Về việc đó, Joseph bằng định một luật cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ai Cập phải nộp thuế cho Pharaoh 1/5 hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Vậy, Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó sinh sản và thêm lên bội phần. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng: "Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn chung cùng mồ mả của người." Joseph thưa rằng: "Con sẽ làm y theo lời cha dặn." Jacob nói: "Con hãy thề đi." Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Chương 48. Vả khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng: "Này, cha người đau." Joseph bèn đem Manasse và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Jacob hay và nói rằng: "Này Joseph, con trai ông đến thăm ông đó." Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng: "Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer trong xứ Canaan mà phán rằng: Này, ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasse cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa con mà con sinh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Canaan, thì Ra-chin chết dọc đường có mặt cha gần Ê-phơ-rát. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bethlehem. Israel thấy các con trai Joseph bèn hỏi rằng: "Những đứa này là ai?" Joseph thưa rằng: "Ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này." Israel lại nói: "Xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó." Vả,
mắt của Israel già nên làng chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng: trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất. Đoạn người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha, tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasseh sang qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái để trên đầu Manasseh. Người có ý riêng để tay như vậy vì Manasseh là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng: cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu Manasseh, rồi thưa rằng: chẳng phải vậy cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: cha biết con, cha biết, nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con. Xong, thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn, và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng: cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasseh. Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. Israel lại nói cùng Joseph rằng: này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha sẽ cho con một phần đất trỗi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.